Hello và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình sẽ trải nghiệm một chế độ hoàn toàn mới luôn, đó là chế độ lễ hội mùa đông nha mọi người. Thì chắc là các bạn vẫn còn nhớ sự kiện này năm ngoái đúng không? Cũng xuất hiện một lâu đài bằng băng. Thì clip hôm nay mình sẽ bay vào khu vực này luôn. Khác với lại năm ngoái thì năm nay có một sự thay đổi khá lớn, đó là toàn bộ những cái món đồ trong khu vực lâu đài băng này đều là những cây súng AR, shotgun, SMG có hết luôn. Năm ngoái thì bạn nào mà còn chơi mà còn nhớ ấy thì là năm ngoái là sẽ cho toàn là những cái cây sniper với lại cốp 6, cốp 8 rất là nhiều luôn đúng không? Mà năm nay thì lại khác rồi. Rồi để xem nào. Ui, trận này đông phết anh em ạ. Phải 3 team ấy. Mình sẽ vào đây mình có súng ấy mình thủ thôi. Đông như này thì lượn lờ dễ toang lắm mọi người. Đây rồi. Ôi. Ui rồi. Bắn nát đây bạn ơi, nóc này từ 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 từ. Đông người như này phải cầm súng rũi thôi. Rồi gạt luôn anh em ơi, đề phòng cái skill nhá. Ui, con tên đã cầm AK rồi. Vào khu này mà có AK với barrel thì đúng bá luôn đấy mọi người. Ôi, ôi từ từ bạn ơi. Ôi còn châm máu anh em ơi. Ui. Ui mày thế, mày thế. Để gạt tên này, có máu không? Không có máu rồi. Giờ mình lấy cái M4 đã. Vãi khai trường thôi toàn rồi anh em ơi, châm máu này thì chơi bời gì. Ê, tên này đang loot này. Này thì loot nè. Đưa máu đây. Có máu không bạn ơi? Trời ơi, không có máu luôn anh em ạ. Toang rồi. Xuân này con không về rồi. Đông quá đâm ra là mình cũng... Cũng khó mà xoay sở được. Để mình uống tạm bình nước này đi. Vâng, không có tí máu nào luôn mà. Vâng, cũng may... Ôi, bên này có người luôn anh em ơi. Đẩy vào này. Ôi thôi. Vãi cả nó kê ạ, mình tưởng nó đẩy vào cơ. Bắn hơi vội rồi. Phải lùi về mới được. Kìa nó đang nhảy trên đầu mình kìa. Ồ, có bandit này. Trời ơi, không nóc. Tên này kê rồi anh em ạ, mình đẩy mình chơi luôn này. Ôi, không phải, không được, không được, không được. Từ từ mình leo, mình lấy bandit đã. Rồi, té 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 mọi người. Tìm cái góc nào để mình quấn bandit đã. Đây rồi. Trời ơi. Ồ, này thì đẩy lên nè. Làm gì đấy bạn ơi. Để mình quấn bandit đấy nhá. Vào khu này mà gặp nhiều team như này mà không có máu thì xác định là game mới thôi anh em ạ. Mình nói thật. Thánh mà đỡ được cái khu này khi mà cực kỳ nhiều team bay vào như này được. Bên này lại có tiếng shotgun đã bắn ai vậy? Hay là bạn này chắc là kiểu lỡ 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 tay bóc cò đúng không? Đây rồi, để mình phơm bạn này. Bên phải này. Đó. Công vào đây bạn ơi, ui bị kẹt. Đùa mấy bạn này cũng không có bạn nào có máu luôn đấy mọi người. Trận này có lẽ là hơi hơi nghèo máu với nước nhỉ. À, nó tính công ra chơi mình này. Đây, để mình ốp bom IQ nhá. Kinh đấy. Định vòng qua đây để bắt mình đúng không? Rồi rồi, ra đây đúng không? Ui trời ơi. Còn lên một team rồi, còn team trên này nữa anh em ạ. Kia kìa. Vẫn nốc à? Vẫn chưa clear mọi người ạ. Team này vẫn chưa clear. Đâu rồi, bò đâu rồi? Ủa, bò đâu nhanh vậy ta? Vẫn hiện tiếng chân trên minimap này mà không thấy ông này ta. Leo lên trên này à? À, đứng chỗ không ngờ luôn ý. Cái khu lâu đài bằng băng này thì nó cũng khá là phức tạp đấy mọi người. Không biết là cái thiết kế khu lâu đài năm nay nó có khác so với lại năm ngoái không nhỉ? Đó là cảm giác năm nay kiểu nó hẹp hơn đúng không? Năm ngoái mình thấy nó rộng hơn cơ. Đây, mình cảm giác vậy thôi tại vì cũng một năm rồi mà một năm rồi mới quay trở lại với khu lâu đài này. Mình nghĩ là khu này đã clear rồi đấy anh em, nhưng mà cái team kia thì vẫn chưa clear nha, mới nốc nha. Đây, để mình thử thử xem coi quả bóng tuyết năm nay nó như nào nào. À, nó có hai loại luôn anh em ạ, một quả gọi là hình người tuyết và một quả là, vâng, vẫn là cái hình cũ so với lại năm ngoái này, vẫn là hình con gà. Cái này thì đều là backup được nha, không đạn bắn không 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 xuyên qua được anh em ạ.
Cái này thì mình thấy nó khá là lợi hại đấy. Cái này mình nhặt thay cho sờ mốc cũng được mọi người. Sờ mốc thì nó gọi là chỉ là gọi là tạo ra khói để che tầm nhìn thôi, nhưng mà cái này thì nó không những vừa che tầm nhìn mà vừa có thể làm backup được. Mà mình thấy không gian của quả bóng tuyết này đựng được khá là nhiều nhá. Một quả sấm mốc anh em phải đựng được tầm 5 quả tuyết này luôn đấy. Rồi để mình tìm cái xác cái ông lúc nãy mình quăng bom, mình lấy kiếm xem ông này có cái giáp nào mới mới không. Nãy mình quăng bom ông này nhận xác này phải không ta? Ở chỗ này nhiều xác phết đấy mọi người. Ba team cơ mà mình ăn 7 mạng rồi. Nếu mà ăn hết cả ba team là phải 12 kill ấy. Dã man thật, ăn được ăn đúng là ăn một nửa luôn đấy, hơn một nửa luôn chứ. Ở chỗ nào nhỉ? Nãy mình quăng bom ông đấy ngay chỗ ấy, cửa ra bên ngoài mà. Hình như bên này sao ấy mọi người. Rồi. Đây đúng không? Đúng ông này rồi. À. Từ từ có phớt này mọi người, nhặt phớt đã. Rồi. Bây giờ... Ôi cái gì đấy? Ôi. Phải cả trường ông nội này cầm DPS bắn xa. Đàn ý. Không hiểu luôn. Ồ. À con bot à? À, tự nhiên lại vẫn có một con bot chỗ này nhở. Và bây giờ mình sẽ đi tìm xe thôi. Tìm xe đây. Ồ. Chỗ kia có con xe kìa. Đây con bot. Rồi. Có mạng bot luôn anh em ạ. Tên này tính làm gì đây? Sao lại lượn lượn thế này? Lại đây bạn ơi. Mình không nhìn thấy rõ là có bao nhiêu người ngồi ngồi trên con xe đấy. Tên này lượn đi lượn lại anh em ạ. Chả hiểu đang làm gì. Đang đi tìm người à hay như nào đấy. Đây rồi, mình thấy có một con xe đa xe trước mặt. Mình phải lấy con xe này đã. Cảm giác cái map này mình thấy nó cứ bị tối tối đấy nhờ. Ồ. Tên kia cứ lượn đi lượn lại. Ơ, có mỗi một tên thôi anh em ạ. Thế được, để mình lên xe này, mình công lên luôn đi. Thì như tên này chạy lại đây bắn bot thì sao ấy. Mình vừa nghe có tiếng con bot nó táp súng. Tiếng là tiếng barrel, tiếng AK gì đấy, mình không rõ. Bây giờ mình sẽ đẩy lên nhá. Thấy ông này cứ lượn đi lượn lại, mình chả biết đang làm gì. À đây đây, con xe, đây con xe của ông này này, đúng luôn. À, chả tên này núp chỗ nào gì. Đây mình thử giả vờ mình lượn lượn xem nào. À đây rồi, sấy mình này. Thanh niên cầm DB anh em ạ. Nhà đứng trên tầng 2 cái nhà đỏ bắn mình vào không ta. Đâu rồi bạn ơi? Ủa không bắn nữa kìa. Ô đây đây. Ui vãi cả nằm này, đây 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 rồi, bạn nằm đấy bạn chết rồi bạn đây. Bạn nằm đấy thì bạn chết rồi. Hình như mình vừa nghe có tiếng chân bên trái này nữa này. Confirm trước đã. Ui. Có tiếng xe sau lưng anh em ạ. Mình phải chạy thôi. Ui có người luôn kìa. Chuồn 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 chuồn, đứng đấy là bị kẹp. Trời ơi may thế. Để mình tìm mình chơi cái team sau lưng này trước đã. Tự nhiên đâu ra lại có một team nó lại chạy về đây, nó làm gì vậy ta? Nó nghe tiếng súng nãy mình bắn ông kia, nó quay đây nó chơi mình hay sao ấy. Đây rồi này, mình thấy rồi này. Ồ, đang ngắm ai ấy. Ồ. Vãi cả trường có mỗi tên thôi á. Vậy là tên này là tên lẻ thôi anh em ạ. Cái team ở dưới nhà vẫn chưa clear nhá. Cái lúc mà ông kia bò lên chỗ đồi ông ấy nằm xuống ấy, cái lúc mình bắn xong rồi mình còn nghe một tiếng chân nữa cơ mà mình không nhìn thấy đâu. Ồ, giáp 3 đây rồi. Giáp 3 hư cũng được, còn hơn là giáp 1. Đây, bây giờ mình sẽ đi lượn qua khu nhà dưới đây một một lượt nữa xem nào. Cái ông này không biết là ông núp chỗ nào nào. Có con xe bác ghi chỗ này này. Ô. Ui. Có tên nữa kìa, biết ngay mà. Đang lên sát đồng đội ở lúc đây sao ấy mọi người, kìa kìa. Từ 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 bình tĩnh bình tĩnh. Đâu rồi, ngó ra bạn ơi. Hiểu chưa? Mình công lên luôn đi.
Thì chỉ có mỗi tên thôi anh em ạ. Ồ. Tên nào cầm Uzi nhỉ? Có một tên Uzi trong nhà hay sao ấy. Đây mình dừng lại, mình bắt cái tên này, tên bên này trước. Ôi. Ui vãi cả nồi, hai tên ở trên này luôn á. Ủa phải cái tên Uzi này công lên à? Sao nhanh thế nhở? Rõ ràng mình vừa nghe cái tiếng Uzi trong nhà mà. Hình như là tên Uzi trong nhà là tên khác à? Đây rồi. Có một tiếng xe anh em ạ. Nó vừa dừng ngay sau nhà luôn. Đấy, mở cửa kìa. Ui. Vãi cả trời, bắn như thế mà không ăn được nó kìa. Còn mình bắn hơi vội rồi. Đây để mình ốp bom đi. Hình như khả năng là tên này là tên cầm Uzi đấy anh em. Nốc này. Ui. Bom vậy mà không nốc á. Kìa, đang núp ngay sau con xe kìa anh em. Đây để xem cái quả bom này bạn có sống được không. Chết đi bạn ơi. Vẫn không chết luôn, ông này bất tử thế. Thế đã vậy mình quăng cái này mình công lên luôn nhá. À đẩy lên à. Đẩy lên nè à, bạn đây. Đẩy lên này, ui vãi cả con gái à. Không biết phải bạn này cầm Uzi không. Ơ không phải này, phải là ông kia cầm Uzi anh em ạ. Ơ tiếng xe đâu nhở, mình nghe có tiếng UAS này. Hình như có tiếng UAS thật đấy. Để mình dí xem nào. Trời ơi, góc này nó đi hướng chỗ nào mà mình nghe mà mình không nhìn được luôn đấy. Bị khuất hay sao ấy mọi người. Đây này, trong khu nhà này có con UAS này. Chuẩn luôn. À đây 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 rồi, nó ra bên này nó đổi xe. Mấy tên đây? Hai tên đây sao nhở? Bắn luôn. Chạy đi đâu bạn ơi, rồi nốc này. Còn tên nữa thôi anh em ơi, dí luôn nha. Chạy nhanh phết đấy. Rồi, tên kia có quay lại cứu bạn đâu. Hay là chạy luôn. À, đây này chạy bộ ngay giữa đường này, trời ơi. Ô, từ từ, M4. Đây này, nằm này. Ô, vẫn nốc à. À, kia kìa. Để cho tên này đã, tên này tên nào đây. Ủa, vậy team này có 3 luôn à. Mình thấy con Watt kia vẫn còn chạy từ phía đằng xa ấy mọi người. Mình phơm ông này trước đi. Còn cái ông ban đầu lúc mình cây mai mình nốc, mình vẫn chơi hiện kill nha. Cái này bỏ ở đâu ấy. Để mình lên xe mình tìm. Đây để mình loot đồ nha. Ô kia kìa. Tên kia tính quay lại để cứu đồng đội đúng không. Ui dồi ôi. Chạy nhanh thế nhở. Vẫn cố mà chạy được anh em ạ. Ông này lì thật sự. Ô. Trời ơi, thanh niên đâm xe vào cây thế này là mất. Đây này này, có người anh em ơi, có người kìa. Ui. Ôi toang rồi. Góc này không nhìn thấy được. Từ từ đã, mình phải lấy góc nào cao hơn nữa. Cái tên kia chạy ngay giữa đường cho mình bắn nó kìa. Đây góc này được này. Sấy luôn. Mình như bot anh em ạ. Thế mà mình tưởng là tên nào chạy ngay giữa đường cho mình bắn cơ. À, bo này chắc là mình nên đi vào chỗ nào trong bo mình đi bộ thôi. Xe gần hư cũng hay gần hết xăng luôn rồi. Đi con này thấy toang quá. Bên trái có người không đây mọi người. Đây này có người trước mặt này. Ồ. Nhìn mình luôn ạ, ba tên luôn à. Rồi, phơm được một rồi. Hai tên vừa vòng ngay xuống dưới này anh em ạ, ngay bên phải, mình sẽ vòng qua bên này mình bắt luôn. À, tình cờ lại gặp một team ngay chỗ này luôn à. Ôi. Đã đẩy lên trên này rồi á. Rồi, lia luôn này, trời ơi. Vãi cả trường ham này, MK vậy mà 49 luôn à. Ơ, kia 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 kia, chạy kìa. Ui dồi ôi. Bắn như hack cái này. Còn 5 ông nữa thôi, mình sẽ đứng đấy mình đợi đi.
Ồ, kia rồi. Có con robot chạy về hầm thỉnh luôn kìa. Mình qua bên kia mình tìm người mình bắn nhau luôn. 5 vòng nữa khả năng là còn 2 team mọi người. Khối nè, trận này mà top 1 là được 29 kill này. Ui hai xe luôn à? Hai team à? Ủa bọn này sao nó không bắn nhau ta? Ơ có mỗi một tên thôi. Ơ. Thế bọn này trong team hay sao ấy mọi người? Không được, từ 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 từ. Để mình phải né né ra không bọn này nó kẹp mình ấy. Từ nha, bình tĩnh nha. Đâu rồi? Ờ, chạy đi luôn ạ. Ủa, mình tưởng dí mình cơ. Hóa ra là chạy luôn à. Hai xe mà sao lại chạy thế này? Đâu rồi, chạy đâu rồi? Ờ, mất tích luôn anh em ạ. Ông này ông lại chạy nhanh đấy. Ờ, mình tưởng là tìm mình dí mình luôn, ai ngờ là chạy luôn như này rồi. Nãy vừa chạy đâu đó gần đây mà. Ờ, à đây, đây có xe này, đây rồi. Ui hai xe luôn anh em ạ. Thế là đúng rồi, ham này một team rồi anh em ơi. Thế mình dừng đây, mình đón nhá. Tên kia tính lên xe chạy à? Kìa kìa, chạy ra kìa. Rồi, nóc này. Để phơm đã nhá. Rồi. Còn tên đỡ đâu rồi? Lúc sau quay đúng không? Ơ. Ui. Ủa mình nhìn nhầm à? Ui tiếc thế. Trời ơi, bọn này một team anh em ạ. Thì ra tên này nó đứng bên này, mình lại tưởng là nó đứng sau gốc cây cơ, mình nhìn thấy có thằng nào ngó mà. Nhìn nhầm anh em ạ, vãi cả trưởng. Tiếc thế nhỉ. Ôi clip này mất top 1 rồi, buồn thật mọi người ạ. Chắc là hẹn mọi người clip sau nha. Clip sau của mình sẽ cố lấy cái top 1 map này nhá. Bye bye anh em.